cục vậy? Sao mình nói mình bệnh mà giờ này ảnh còn chưa qua nữa, mà cho hai ba người đi thám thính giờ này cũng chưa thấy động tĩnh gì luôn là sao? À, chị Hương ơi. À, trời ơi. Chị làm gì vậy? Trời ơi, không cần phải rên đâu, có mình em thôi về à, không có ai hết trơn á. Ừ, đi đâu? Em qua nhà anh Thiên, em nói với ảnh là chị Hương đang bị bệnh nặng. Ờ, rồi sao? Anh lo lắm phải không? Ảnh lo lắng lắm luôn á. Chị biết mà, ngồi xuống đây. Chị biết là anh thương chị mà. Ừ. Sao rồi? Anh chửi em quá trời luôn. Anh nói là phải cấm, không có cho chị uống nước đá nữa. Đó, thấy chưa? Chị biết mà. Ảnh á, mặc dù là anh hơi tự ái một chút, rồi anh không qua đi thôi, nhưng mà anh rất là lo cho chị. Anh dặn chị đừng có uống nước đá, là anh quan tâm đến sức khỏe của chị. Nhưng mà cuối cùng là rồi anh nói gì? Hết rồi. Cái gì? Nhớ kỹ lại coi. Hết rồi mà, thiệt. Anh nói tới vậy thôi hả? Rồi anh nói chuyện nào, anh qua anh thăm chị không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đúng rồi, em cũng nói ủa sao kỳ vậy, y chang chị vậy đó. Thì anh ơi, vậy là vậy chứ làm sao? Đóng cửa lại, khóc chị. Ê, Tú. Vậy rồi. Sao em xem sao? Hồi nãy em qua em nói với anh Thiên. Ừ. Chị sốt 39 độ. Đúng rồi. Rên hừ hừ luôn. Ồ, đáng lẽ mày nói sốt gần 40 cho chị. Anh nói á là chịu khó ăn cháo dinh dưỡng vô là mau hết bệnh à. Nè, cháu nè. Trời ơi. Wow. Thấy chưa, mày thấy chưa Dung? Chị nói rồi, anh thương chị lắm. Anh đích thân anh nấu cháo cho chị đó, anh nghe chị bệnh mà. Đâu có. Cháo này là mua. Không biết sao, chủ yếu là tấm lòng. Mua hay nấu gì cũng được, miễn anh quan tâm sức khỏe của chị là được rồi. Đâu liên quan gì tới ảnh đâu. Chứ sao? Em là người mua cháo cho chị đó. Tại anh dặn em á, nếu có rảnh, có tiền á thì mua cháo cho Hương ăn, cho mau hết bệnh, hiểu không? Rồi thôi, em cũng sẵn tiền thì em rảnh mua luôn. Thì trả em 25 ngàn chị. Cái gì? Trả em 25 ngàn. Ủa thì anh kêu mua thì anh đưa tiền chứ sao đòi chị? Anh rất cẩn thận, anh rất kỹ luôn. Anh biết sẽ có trường hợp này xảy ra cho nên anh dặn kỹ là ai ăn người đó trả tiền. Trả đi. Kỳ cũng vậy. Trả đi thăm một 25 ngàn, vợ em hỏi bây giờ. Anh dặn anh làm sao? Xem ra là cái cách giả bộ này nó không có hiệu nghiệm rồi ha. Có khi nào đang không bệnh rồi sau cái chuyện thử thách này xong bệnh thiệt luôn ta? Cái kiểu mà làm khổ nhục kế kiểu này á, để cầu mong tình cảm người ta dành cho mình, ai về ăn nguyên cục lê. Vừa phải rồi nha. Ơi chú Hai. Tin vui, tin vui. Chú Hai về là có tin vui. Chỉ có chú Hai là người hiểu chuyện thôi. Sao chú sao? Hương, nghe lời của Hương á. Dạ. Chú tiến thẳng qua nhà thằng Thiên. Đúng rồi. Xong rồi chú nói trời ơi Thiên ơi, tội nghiệp lắm. Con bé Hương á, bây giờ nó bệnh nặng lắm, nó sắp chết rồi Thiên ơi. Trời ơi, mày thấy chưa? Chú Bơm thấy vậy luôn hả? Sắp chết, con bé Hương nó sắp chết. Vậy đâu mày đây, trời đất ơi vậy hả chú? Vậy chắc là Hương chưa có gấu đó. Đúng rồi, anh hiểu tâm lý con dễ sợ luôn, thì cũng chưa có gấu nè. Anh phải đem, anh phải là con gấu anh qua đây. Có, anh quá. Rốt cuộc sao hả chú? Thì nó gửi cho Hương nguyên con gấu luôn nè. Giống. Quê. Ngàn thu vĩnh biệt. Ăn vô là khỏe luôn, quên thằng đó luôn. Đôi ngã chia ly. Chúc mừng cho chị hả, đã thoát được ảnh. Trời ơi, sao hai cái món này làm sao bằng cái món tự do mãi mãi của tôi được. Mày tự do mãi mãi hoài, lúc nào cũng có cái ý tưởng là lan trà, cho nên là bởi con nhã nó chửi là đúng rồi. Có, con Yên để xuống, để xuống. Là cái chuyện là tự do đó. Thôi, để xuống. Cảm thấy hạnh phúc trong đời, mẹ tiếng. Nè, tổng cộng là 2 triệu đó nha. Gì? 2 triệu? Vậy là 2 triệu mà bị điên hả? Bao nhiêu 100 gram thì mà 2 triệu, cái này 250 gram mà chưa tới thì mà 2 triệu. 1 triệu. Cũng còn mắc nữa. 1 triệu, đúng 1 triệu luôn đó, mắc cái gì? Đó là cái công ứng. Trời ra, không ứng ra cho nên là mới chấp nhận 1 triệu. Mà tôi nói nghe, trời này tự nhiên sao mà mấy người nói hay quá, không ai ứng thì để mình tôi ứng ra vậy? Mắc cười quá. Tụi con là cái dành cái cơ hội này để cho chú. Đúng chú rồi. Sẵn sàng chú bỏ ra 1 triệu. Nhiều khi á chị Hương chỉ thấy vui quá, siêu lòng, yêu chú luôn sao? Yêu cái gì? Yêu hả? Mà lúc mà cái Hương mới dọn về đây ở á, tao cũng cua. Nhưng mà sao này tao thấy nó giống như nó không thích. Rồi xong rồi tới tuần một ngày nọ nó năn nỉ bà Lan á. Nó kêu bằng cô, xong nó quay qua nó kêu tao bằng chú, kêu hoài vậy đó.
tao bỏ tổng lâu rồi, hiểu chưa? Giờ tao cũng coi nó như là con cháu thôi. Không, nhưng mà anh là tổ trưởng tổ dân phố, cho nên cái trách nhiệm đó thuộc về anh. Đem đến niềm vui cho mọi người. Vui gì? Chứ tôi vui gì mà tôi không tiền. Tôi không biết á, hồi lại xuống là phải nói lại đặng trả lại tôi 1 triệu đó. Đáng lẽ 1 triệu 20 ngàn đó. Đi xe ôm 20 ngàn nữa. Yên tâm đi, chị đang vui mà, tại chị bỏ được ảnh rồi, cho nên là thế nào chị cũng trả tiền cho tôi. Nói hay lắm đó, không trả là mày trả nha. Không, nó đang vui, yên tâm đi, mày lên quý vị. Lên kêu đi, lên xuống đi, nhập tiền nè. Xuống kìa. Hey, chị hơn, chị hơn, chị hơn. Ủa sao mặt trái ngược vậy, cái tâm trạng vậy trời. Vui chứ. Tâm trạng là vui mà sao cái mặt kỳ. Vui rồi mày ấy chứ, cứ cười đi, xả ra đi chứ. Giấu chi chạy. Con biết sao không, con bỏ được nó là quá vui rồi. Cho nên á là con đừng có diễn ngược quá. Con bị diễn ngược. Cái này gọi là diễn sâu á, mày diễn sâu á. Như vậy vậy đó. Giới thiệu. Đây nè, cái món này là món ngàn thu, ngàn thu vĩnh biệt. Ăn nó xong con vĩnh biệt nó luôn đi. Món này là món đôi ngã chia ly nè. Rảm bảo là chỉ có chia ly với ảnh thôi. Còn món này nè, món này nè, quan trọng là tự do mãi mãi. Cuộc đời từ nay của chị là tự do. Trời ơi, con không muốn bỏ anh Thiên. Bà sâu mà phải lì. Diễn lì. Diễn không chịu thoát vai luôn. Mọi người nhìn cái mặt con có giống diễn không? Bây giờ nó thiệt á, con không có cái tâm trạng gì để ăn uống hết trơn á. Con nói là con không có muốn bỏ anh Thiên. Vậy là nó không vui thiệt á, đúng không? Không vui đó. Nó không vui. Là nó không có ăn giọng gì đâu. Đúng rồi. Nó không ăn giọng rồi. Ủa trời đất ơi, nó không thích là nó không ăn rồi. Rồi ai trả lại cho tôi 1 triệu lấy 20 ngàn? Ai bà? Bà kêu tôi đi mua, bà kêu ứng ra đi rồi có gì tính sao? Bây giờ để phân tích nè. Bây giờ hồi nãy xe ôm là ông đi đúng không? Đúng, tôi đi. Toàn bộ những cái này là ông thích, đúng ông rồi, mua. Đúng rồi. Thì ông ăn. Ừ. Xe ôm, ông tự ông đi mua. Ừ. Ông mua về để cho ông ăn. Ừ. Ông ăn xong rồi ông tự trả tiền. Ừ. Nãy vô mình tắt cái bếp này. Ừ. Con lên giặt đồ cho Nhã cái. Con nấu cơm cho anh Hải cái. Mình thích ăn hết á. 1 triệu lẻ 20 ngàn. Anh Thần Thiên Địa ơi. Vậy là một buổi ăn 1 triệu lẻ 20 ngàn hả? Ăn đang chết hay chơi? Ai nhà này? Tâm lý phụ nữ khó hiểu. Khó hiểu cái gì? Mai mốt có làm ơn đi, cứ sống thật với lòng mình, đi yêu mình đó mình yêu. Đừng có làm cao làm giá đã đời xong tới chừng mất người ta rồi thì tiếc. Qua trời. Trời ơi. Chị ơi, chị ơi. Chị Kỳ, cô biết chị làm cái gì mà bắt trói người ta vậy? Cô á, cô mới là người kỳ cục á. Cô biết cái gì mà nói. Tôi xin tự giới thiệu cho cô biết, tôi là vợ sắp cưới của ảnh. Chị mắc cười quá, ảnh cưới chị ra nào mà đụng vợ làm gì. Tôi nói cho cô biết á, tụi tôi á, mặc dù bây giờ chưa cưới nhưng mà đã hứa hôn nhau từ xưa rồi. Ba mẹ hai bên ở dưới quê chuẩn bị đám cưới hết rồi, cô hiểu chưa? Xí. Chị có tư cách gì mà nói chuyện ở đây? Chị là chỉ là cô dâu bỏ trốn thôi, chứ không phải là vợ ạ. Này nè, thì đúng rồi đó. Tức là Hường á là nó kiếm cách nó né thằng này, nó không có thích lấy thằng này. Nó tìm cách nó né thằng này đó. Đúng rồi, đúng rồi. Em làm chứng nè. Chị còn nói là chị bị ấy để ảnh bỏ chị á, không? Chị Hường, chị kỳ quá. Chị không muốn lấy ảnh thì thôi, chị cũng phải để cho anh có cơ hội tới với người khác chứ. Nè, bây giờ mấy người tụm lại, mấy người ăn hiếp tôi đúng không? Mấy người không tin tưởng tôi chứ gì? Thôi được rồi, bây giờ á, anh Thiên, anh trả lời cho mọi người biết đi. Giữa tôi với cái cô này nè, anh chọn ai? Chị chơi anh Giang vậy? Chị bình miệng anh lại vậy rồi kêu anh trả lời. Bộ chị tỉnh ép anh chọn chị đúng không? Ui à, anh nói đi. Cách đau lắm. Thấy chưa Hường, mày thấy chưa? Thôi con không có buồn nữa. Bây giờ mày cứ bình tĩnh đi, mày ngồi đây, ngồi đây con nói nghe nè. Không có gì đâu phải buồn. Mà tao nói mày á, thiệt á, khi mày dứt dạc cái này là đúng rồi, mày không có tiếc nuối ha. Cái loại đàn ông này á, tao nói mày á nha Thiên, đúng là của lạ bằng tạ đường thèn. Cái loại đàn ông này là không xài được. Chị yên tâm đi. Trời ơi, cái đàn ông mà cái mặt đi với mặt mâm vậy đó. Cái loại đàn ông này hả, dễ dàng thay lòng như vậy, chị lấy về làm gì, khổ thêm. Cho đi đi chị ơi. Đúng chị, cứ cho đi đi.
ham hố gì ba cái loại này. Bạn em toàn đại gia, đẹp trai, con nhà giàu. Em sẵn sàng giới thiệu cho chị. Chính xác luôn. Đúng rồi đó. Nó khóc. Đừng khóc nữa chị. Hương, ý anh muốn nói là má Hương nghèo gì nữa trơn á. Bỏ ra chết. Mày nha mày. Mày chưa gì hết rồi mày gả định gả vợ sắp cưới của tao cho người khác. Còn em á, chưa mặt anh. Còn cô nữa, cô nghĩ sao vậy? Hương, anh nói thiệt với em. Không có nói gì nữa trơn á. Không, anh để anh giải thích. Thanh là bạn thân của anh. Rõ ràng rồi thì giờ bạn thân rồi bây giờ là thân luôn. À không, ý anh là nhờ là Thanh thân á. Thằng ổn của Thanh thân. Thanh bạn thôi, ý là Thanh giúp anh làm cái chuyện này để thử em, để coi thử là em có yêu anh không. Chứ thật sự trong tâm anh không hề yêu Thanh. Trái tim anh chỉ dành trọn cho em. Anh chỉ yêu em. Có nghĩa là mày dùng nhỏ này để mày thử lòng nhỏ này. Dạ đúng rồi cô Lan. Vậy là nãy giờ chỉ là đóng kịch thôi đó hả? Đóng kịch. Em nói cách này ổn mà, chắc chắn là anh có vợ mà. Trời ơi xin lỗi nha, xém xíu xúc phạm rồi. Trời ơi anh ơi, muốn được xóa ra luôn á. Anh y như chồng em vậy ơi. Nói cho mày yêu có một mình con người thôi, cô ngưỡng mộ mày thiệt á. Mấy thằng mà mặt nọng nái nai vậy nè. Trời ơi con nói thiệt nha, cái quán cà phê này nên đổi lại đi. Cái gì? Lên lên lên. Lại gì? Cà phê Lan Lật Mặt.